Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh, Zidosan in 80WP, có tác động nội hấp, lưu dẫn và tiết xúc mạnh, trị được nhiều loại nấm bệnh trên các loại cây trồng khác nhau, và chuyên đặc trị vàng lá, chết nhanh, sương mai, phần trắng, thán thư, lết sẹo, chết eo. Quý bà con nên phun khi bệnh mới chớm, thời gian cách ly 7 ngày sau phun. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.